âm. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một sản phẩm nữa của Biorava, đó chính là mật ong rú. Thì mật ong rú là một trong những cái loại mật chất lượng và rất là tự nhiên. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn như thế nào để những cái con ong rú có thể tạo những cái lượng mật tốt và tự nhiên như thế này. Thì đây là một cái tổ ong rú hiện tại đang nuôi ở Biorava Farm. Mọi người thấy ha. Bình thường mọi người có thể thấy những cái ong ở bên ngoài, những ong mật á, thì họ là cái tổ này khác, nhưng mà đây là loài ong rú cho nên có những cái hình dạng tổ rất khác. Và thường ong rú thì mọi người thể quan sát ha, ong rú rất là nhỏ, mà có khoảng 1/3 của con ruồi mà thôi. Đó, cho nên cái con ong rú thì nó rất là không có gây hại đến không có cắn con người, mà nó không có chích giống như những cái loài ong mật khác, cho nên rất là hiền. Thì ong rú thường là nó cho lượng mật rất là ít, trong một năm thì khoảng nửa lít mà thôi, cho nên thì cái giá trị của nó rất là cao. Ngoài ra thì ong rú thì nó sẽ lấy những cái loại mật rất là từ những cái loại hoa rất là nhỏ, những loại hoa rừng, những loại hoa thảo dược, thảo mộc, hoặc là bất kỳ những loại hoa nào mà có thường là có cái tổ rất là nhỏ, thì nó lấy được cái lượng mật này từ như vậy, nên cái chất lượng của mật rất là tốt. Thì như mọi người biết thì ong là một cái những cái loại mà là sinh vật mà rất là quan trọng trên thế giới. Thì có một câu nói của Einstein rằng là nếu mà trên thế giới này không còn loài ong thì chắc chắn lúc đó có thể loài người sẽ không còn, bởi vì không có loài ong thì cái việc thụ phấn trên cái trái đất này coi như rất là khó thực hiện, và cái lượng lương thực chúng ta sẽ không có được, và có khi lúc đó là con người chúng ta rất là khó tồn tại. Do vậy thì nuôi ong là một trong những cái công việc có thể nói là rất là tốt để cho nó giúp việc thụ phấn, việc trao đổi phấn. Cái lượng mật của ong thì sẽ giúp cho con người có những cái lượng vitamin rất là tốt, đặc biệt là những người mà cần phục hồi sức khỏe. Thì mật ong cũng giống như những cái loại khác, mình cũng không phải quá lạm dụng, tại vì nếu mình nhiều quá thì cũng không tốt. Nhưng mà trong những trường hợp cần thiết để phục hồi cơ thể thì mật ong chính là trong những cái sản phẩm mà tuyệt vời nhất và nó tự nhiên nhất. Và hiện nay thì mọi người có thể biết rằng là nhiều cái ong mà người ta cho ăn đường, hoặc là những cái ong mà công nghiệp thì chất lượng mật thường nó sẽ rất là không có tốt, bởi vì có thể là nó nuôi. Nhưng mà đối với loại ong rú này hoàn toàn là cái ong rú tự nhiên mình nuôi, nhưng mà họ lấy mật, nó lấy mật tự nhiên từ những cái hoa rừng, hoa xung quanh, cho nên là rất là tốt. Thì việc nuôi ong rú cũng rất là thú vị. Nếu tất cả mọi người có những cái sở thích về một cái loại sinh vật nào đó thì ong rú chính là một sự lựa chọn, tại vì nó có thể là giống như là một cái làm cảnh, có thể là giúp những cái con của mình chơi với nó được, và ngoài ra thì nó cũng giúp mình thư giãn trong những lúc mà có thể là mệt mỏi, căng thẳng. Thì hiện tại thì Biorava đã đem cái ong rú này trở về farm của mình, và hiện tại đang dần dần cung cấp những lượng mật tốt nhất. Thì mình cũng liên kết với rất nhiều anh em trong cái hội ong rú, và mình sẽ cung cấp những cái loại mật chất lượng nhất. Thì hy vọng rằng tất cả bà con, cô bác khi có nhu cầu thì hãy cùng sử dụng sản phẩm của Biorava. Cảm ơn các bạn rất nhiều, và hãy cho mình một like và một đăng ký để cho Mr. Chuối cùng Biorava sẽ ngày càng có những video hay hơn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.